Thưa quý vị, kiên định đường lối đổi mới toàn diện đúng đắn của Đảng trong giai đoạn tiếp theo, đó là khẳng định chung của giới triết học Việt Nam và Ban tổ chức Hội thảo khoa học những vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra trong dự thảo các văn kiện trình Đại hội 13 của Đảng. Hội thảo do Học viện Khoa học Xã hội, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam và Hội triết học Việt Nam phối hợp tổ chức mới đây với mục tiêu nghiên cứu, phân tích, làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của những chủ trương, giải pháp mới trong dự thảo các văn kiện trình Đại hội sắp tới của Đảng. Sau khi nghiên cứu các văn kiện trình Đại hội Đảng 13, các nhà khoa học nhất trí với những cơ sở lý luận về những định hướng và đột phá phát triển đất nước, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh, những vấn đề quốc phòng an ninh. Từ những cơ sở lý luận đó, phải luật hóa, thể chế hóa vào cuộc sống. Đại hội Đảng sẽ là người quyết định cái văn kiện đó sẽ được thông qua nó như thế nào. Và sau khi cái văn kiện đã được thông qua thì nó phải biến thành ý chí, thành chủ trương, chính sách, pháp luật của nhà nước để toàn dân nắm được và thực hiện. Và khi đã trở thành cái phong trào quần chúng thì mọi cái chủ trương, chính sách của Đảng mới được đưa vào thực tiễn và mới có những cái kết quả trong hoạt động thực tiễn. Các đại biểu nhà khoa học cũng dành sự quan tâm lớn đến công tác xây dựng Đảng. Sau 35 năm thực hiện đổi mới, đất nước ta có nhiều thay đổi, thế và lực, sức mạnh tổng hợp quốc gia không ngừng được nâng cao. Lý luận về đường lối đổi mới, về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ngày càng được xác định rõ hơn và từng bước được hiện thực hóa. Từ cơ sở thực tiễn đó, cần kiên định đổi mới toàn diện và công tác xây dựng Đảng đóng vai trò then chốt. Thì công tác xây dựng Đảng còn phải tiếp tục quan tâm giải quyết rất nhiều vấn đề. Làm sao chúng ta thực sự xây dựng Đảng một cách toàn diện, cả trên năm mặt là về chính trị, về tư tưởng, về đạo đức, về tổ chức và về cán bộ. Là chúng ta tiếp tục đấu tranh để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, cũng như là những biểu hiện là tự diễn biến, tự chuyển hóa trong Đảng. 30 bài tham luận tại hội thảo của các nhà khoa học cũng khẳng định, để hoàn thành mục tiêu chung theo các giai đoạn thì chúng ta cần kiên định chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội, phát huy hệ giá trị văn hóa, con người Việt Nam tự lực tự cường.